Tiểu thuyết Công giáo Quỷ đi xưng tội, tác giả Ma Văn Liêu, kỳ 44, phần 1. Công giáo là đạo yêu thương, đó là điều giáo hội hằng dạy và mọi người hằng nghe. Vì Chúa Kitô xuống trần lập đạo yêu thương bằng cách trao giảng lòng yêu thương, để ra giới luật yêu thương, ban những huấn lệnh yêu thương, luôn nhắc nhở yêu thương và nhất là chính người đã trở nên hiện thân lòng yêu thương của Thiên Chúa. Người Đức nói đúng, con đường từ trí óc đến bàn tay là con đường dài nhất. Nghĩa là nghĩ thì hay nhưng đôi khi khó hành động. Ý tôi muốn nói biết rõ, hiểu rành, thông quan về bản chất đạo mình là đạo yêu thương, nhưng tự hỏi có được bao nhiêu người Công giáo sống đúng yêu thương. Đừng nói rằng họ biết yêu thương nhưng không biết cách sống yêu thương. Không, tôi không chịu, bởi vì kẻ đã yêu thương tự khắc biết muôn ngàn vạn cách sống yêu thương. Thế Augustino nói, cứ yêu đi rồi muốn làm gì thì làm. Không sống yêu thương tức là không yêu thương. Cho nên thật đau lòng mà nói, Công giáo là đạo yêu thương gồm chứa những tín đồ không sống yêu thương. Nói như vậy vì người khác đạo sống yêu thương hơn người Công giáo. Đại chúng viện là nơi đào tạo các linh mục, những cán bộ cao cấp và ưu tú của đạo Công giáo, vậy mà không rốt ráo dạy sống bác ái yêu thương. Tôi nói có bằng chứng. Bằng chứng thứ nhất, chúng viện không luôn nhấn mạnh căn cơ của dự đạo là sống bác ái. Tôi học võ thuật đạo gia Thái Cực Quyền suốt 9 năm liền. Vừa vào học đã được dạy thuộc câu Thái Cực Quyền trước để tu tâm dưỡng tính, kế đến nâng cao sức khỏe, sau cùng mới là ký kích phòng thân. Ngày nào cũng được sư phụ nhắc và nhấn mạnh hoài, nên đến nỗi những người nội lực càng thâm hậu, thần thái càng giống phong tiên đạo cốt, phong thái của tiên ông, cốt cách của đạo sĩ, tức sức khỏe sung mãn, thần khí thì hiền hòa. Học hết đại chúng viện mà đại chúng sinh vẫn không biết rõ chữ đạo tức theo Chúa. Theo Chúa tức làm theo lời người trong phúc âm. Làm theo lời người tức là sống bác ái. Cũng không biết mình vì vậy mà ngày chung thẩm Chúa chỉ lấy bác ái ra phán xét. Đại chúng sinh không nắm vững điều cốt thiết đó nên không hiểu câu Chúa nói. Kẻ được gọi thì nhiều, kẻ được chọn thì ít. Áp dụng cho ân cứu độ, nhiều người giữ đạo nhưng ít kẻ làm theo lời Chúa sống bác ái để được ơn cứu độ. Hoàn toàn không phải áp dụng cho việc đi tu. Vào chúng viện thì đông, tốt nghiệp linh mục thì ít. Cứ lầm tưởng như vậy nên cứ hãnh diện hảo rồi giải thích bậy cho giáo dân, để rồi truyền nhau ý tưởng sai ấy mà tôn vinh linh mục lên quá mức. Dịp hè năm 1972, Nhân đi giúp sứ một tháng ở họ đạo lớn và cổ kính kia, ghé thăm nhà ông Biện Sở Hậu, người nổi tiếng văn hay chữ tốt, nho học uyên thâm, giáo lý thông thạo, được cha sở lẫn giáo dân trong họ đạo kính nể và tín nhiệm. Thấy tôi còn trẻ, ông nói năng luôn ra vẻ mình là một giáo sư. Tôi lại một mục lễ độ lắng nghe nên ông càng thích thú tuôn ra hết những gì ông tâm đắc. Ông kể nhiều chuyện, trong đó có câu chuyện này. Xưa có đoàn truyền giáo gồm hai linh mục và một thầy trợ sĩ người Bồ Đào Nha. Người nào người nấy râu tóc xòm xoàm vào nước ta. Giảng đạo một thời gian, vua nghe lời dèm pha nên muốn đuổi. Nhưng để đuổi cho khéo, vua cho vời cha bề trên vào rồi đưa ba câu hỏi để điều kiện sau ba ngày nếu giải được trót lọt hết ba câu thì ở, giải không được dù một câu phải bị trục xuất. Cha bề trên ghi chép cẩn thận ba câu hỏi. Câu thứ nhất, mặt trời nặng bao nhiêu ký? Câu thứ hai, đương kim thánh thượng giá bao nhiêu tiền? Câu hỏi thứ ba, nói xem hiện thánh thương đang nghĩ gì trong đầu? Lãnh ba câu hỏi trở về, cả cha bề trên lẫn cha phó bề trên đều vò đầu bứt tóc suy nghĩ thâu đêm suốt sáng. Suy nghĩ đến bỏ cả ăn uống, quên luôn cả ngủ nghỉ. Riêng ông thầy nấu bếp vì luôn bị coi là ít học, địa vị trợ sĩ thấp bé, ở trong đoàn truyền giáo chẳng qua như người giúp việc,
để lo các bữa ăn và làm những việc chân tay mà thôi, nên thầy không được ai hỏi ý kiến. Sở dĩ biết được sự việc kèm theo nội dung ba câu hỏi chẳng qua nhờ nghe loáng thoáng lúc hai cha bàn bạc với nhau. Vì vậy thầy tự nghĩ không phải phận sự của mình. Dẫu cùng chung nỗi âu lo, nhưng thầy không dám hó hé lấy nửa lời. Đến gần hết ngày thứ ba, ngày cuối cùng của hạn định vu ra, cơm trên bàn 5 lần 7 lượt bị bỏ phới lạnh tanh vì chẳng ai ngó ngàng tới. Hai cha cứ thay nhau đi tới đi lui, lắc đầu, thở dài. Đến giữa đêm khuya mà chẳng ai tìm ra lời giải, dù chỉ để trả lời cho một trong ba câu hỏi quá hóc búa. Khi trời gần sáng, thầy nấu bếp vì thức theo nên ngủ gà ngủ gật. Bỗng thấy cảm thấy quá bức xúc, không chịu nổi, nên quyết định thức dậy hẳn, dụi hai mắt, bước lên nhà trên gặp hai cha thưa. Bẩm hai cha, việc này xin hai cha giao cho con lo liệu có được không? Họ hỏi cối hỏi chày thì chúng ta phải đáp lại bằng chày và cối. Mà chày cối là việc của con, không đến lượt quý cha phải bận tâm đâu à. Sáng nay xin cho một mình con đi trả lời cho nhà vua. Con hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Giờ xin hai cha ăn một chút gì đó rồi đi nghỉ ngơi kẻo đổ bệnh. Thoạt nghe, hai cha dậy nãy kêu lên. Không được, không thể được. Đừng có mà nói liều. Nhưng nghĩ kỹ một hồi thấy không còn cách nào khác. Thật vậy, suy cho cùng, đằng nào cũng bị đuổi, còn tí hy vọng thì cứ thắp lên hết. Cha bề trên lột áo mình ra, mặc cho thầy nấu bếp, lấy đai lưng của mình thắt vào cho thầy, lấy mão gậy mình trao cho thầy ấy luôn. Nhìn qua không ai có thể ngỡ đó là một thầy nấu bếp. Trời đã thật sáng, thầy nấu bếp đến gặp vua thật đúng giờ như đã hẹn. Vào sân rồng, thầy nấu bếp trông thấy các quan văn quan võ ai nấy đều ung dung chỉm chệ, vừa quạt phe phẩy vừa vuốt râu trê rung đùi cười, nói ra cái điều ác đấy, cộng thêm cái vẻ khinh khi thách thức làm sao. Hiệu lệnh nổi lên, vua ra. Thầy nấu bếp rón rén quỳ gối giữa sân chầu, xin trả lời ba câu hỏi. Cứ mỗi câu được một vị quan to xướng lên để nhắc lại cho có đầu có đuôi. Dứt tiếng thì thầy nấu bếp mới trả lời. Viên quan xướng câu đầu tiên. Câu thứ nhất. Mặt trời nặng bao nhiêu ký? Thầy nấu bếp trả lời. Muôn tâu thánh thượng, mặt trời nặng 6 ký. Ồ, cả triều đình ngạc nhiên. Ồ lên to tiếng kèm theo là những cặp mắt trợn ngược. Vua cũng thế. Nhưng sau một lúc bình tĩnh, vua đập long án chỉ tay vào thầy nấu bếp quát. Láo, đừng có nói liều. Nhà ngươi đã căn chua mà biết. Ngươi khá giải thích cho tường tận, không non ta chém đâu. Thầy nấu bếp có vẻ đã không run sợ thì chớ, lại còn tỉnh rùi như không. Ông thường ngày chẳng thèm suy nghĩ. Muôn tâu thánh thượng, vì cứ 6 giờ sáng nó mọc lên, rồi thì 6 giờ chiều nó lại lặn xuống. Không có 6 ký nặng thì bao nhiêu cân đây? Nếu bệ hạ và quỷ quan ai không tin thì cân thử. Có đến cả giờ đồng hồ cho vua vẫn đám quan lại mặt tình chụm đầu vào nhau thì bảo luận đàm bàn bạc, lắm lúc còn có tiếng cãi cọ gầm gừ nữa. Mãi vẫn không xong, thầy không có cách gì bẻ lại lý luận chói cày kia. Nhà vua đành miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời. Đến đây thì vẻ hống hách đe dọa cao ngạo thách thức của vua quan lúc đầu 10 phần giảm đi 5. Ông quan to bụng kia tuyên đọc câu thứ hai. Câu hỏi thứ hai, đương kim thánh thượng giá bao nhiêu tiền? Đúng là hỏi để bắt chết. Tuy nhiên thầy nấu bếp vẫn không hề hấn gì, trái lại còn ung dung thoải mái là khác. Thầy dõng dạc thưa. Muôn tâu thánh thượng giá 29 đồng. Cả triều thần hoảng hốt kêu ầm lên. Khi quân đại tội, khi quân đại tội. Còn vua thì bật đứng lên, mặt đỏ bừng, mắt lộ thần, lông mày vốn đã xếch giờ như dựng ngược cả lên. Đập long án, chát chát ầm ầm, quát to như sấm nổ. Khi quân phạm thượng, bay đâu, chém. Các quan hùa theo, nhưng có vài vị quan già quỳ gối,
xin hãy khoan, xin bệ hạ bớt giận, xin hãy đợi hắn giải thích rồi chém cũng chưa muộn, vân vân. Vua ngồi xuống từ từ rồi cũng bớt giận, cho nói. Thầy nấu bếp dập đầu xuống đất, giấu cái cười trong hàng râu rậm xì, nhưng vẫn còn nguyên cái phong thái coi chốn đạn lạc tên bay này chẳng ra cái thá gì. Ông Tâu. Muôn Tâu, Hà Thần nói có căn có sở, đó là vì chúa của Hà Thần kính thờ đích thị là Thiên Chúa, Chúa tể trời đất và muôn loài, thế mà người ta bán người chỉ với giá 30 đồng. Còn sách sử còn ghi rành rạch, thánh thượng chỉ là vua, có một cõi giá sao bằng, bắt quá 29 đồng mà thôi, thế là được giá lắm rồi. Vì chẳng ai hiểu ất giáp mà cứ ngơ ngơ, nên thầy nấu bếp chập lấy cơ hội mà làm thêm một tăng, giảng đạo giữa triều đình ngoại giáo, khiến được vua quan im ắng lắng nghe. Họ nghe mà lòng hừng hực nộ khí, bởi không ai chịu nổi sự đánh giá nhà vua rẻ bèo như thế. Càng tức hơn khi chẳng ai có nổi một lý lẽ gì để đánh bạc, để xóa bỏ, để giặt tắt, dù biết rằng lý lẽ thầy nấu bếp đưa ra chỉ là thứ lý lẽ chày cối. Tức nhất là tội khi quân nặng thế mà chẳng có cách nào bắt tội cho được. Rồi thì mọi sự cũng dần lắng dịu. Bá quan văn võ ai nấy đều hy vọng tiếp theo đây nhất định bắt bí được để tống cổ nhóm Tây Phương Bạch Quỷ này. Vị quan đọc chút trừng trừng, cặp mắt đọc tiếp câu thứ ba. Câu hỏi thứ ba, hiện thánh thượng đang nghĩ gì trong đầu? Câu hỏi thứ ba vừa được ban ra, các quan lập tức sầm sì tiên đoán. Phen này hắn không thoát khỏi tội chết. Lần này cho mày chết nhé, đừng có mà khô môi múa mép. Kèm theo là những tiếng cười gằn nghiến răng trèo trèo đe dọa. Thầy nấu bếp không chút nào núng lo âu, thần sắc vẫn an định như thường, xin trả lời. Muôn Tâu bệ hạ đang nghĩ thần là cha bề trên. Nhà vua nói, thì đúng vậy. Muôn Tâu, dù Hạ Thần chỉ là một ông thầy nấu bếp mà thánh thượng vẫn nghĩ thần là cha bề trên, đó không phải là Hạ Thần đã đọc được ý nghĩ của thánh thượng sao? Cả triều đình im phăng phắc. Thầy nấu bếp Tâu. Muôn Tâu thánh thượng, trước triều đình chúng thần không nói sai điều gì, tất sẽ không đem những điều tà mị mà giảng dạy cho dân chúng. Cuối xin thánh thượng anh minh xác định cho chúng thần được tự do giảng đạo như bệ hạ đã minh hứa. Sau đó, ngót một triều đại dài trước khi nhà vua băng hà, đoàn truyền giáo ấy được giảng đạo tự do không ai làm khó. Số người tin Chúa ngày một tăng. Câu chuyện không mang lại điều gì sâu sắc để học hỏi, nhưng lại được ông biện sợ đắc ý vì cho rằng công giáo là đạo khôn ngoan hơn hẳn vua quan, vân vân. Trong khi lẽ ra phải truyền dạy cho mọi người công giáo là đạo bác ái yêu thương, ai theo đạo phải sống bác ái, đó mới thật là theo Chúa. Bằng chứng thứ hai là chú viện không dạy chúng sinh làm gì để có bác ái mà sống. Chúng viện chỉ dạy kiến thức triết lý, thần học, tính lý, giáo luật, thánh kinh, giáo sự, tu đức, vân vân. Mỗi chiều tối có giờ huấn đức. Tuy nhiên, giờ huấn đức cũng chỉ dạy nhân bản. Mỗi đại chúng sinh khi nhập đại chúng viện phải chọn cho mình một cha giáo sư làm linh hướng. Kỳ thực, những vị giáo sư đó chưa đủ sức hướng dẫn một người thật sự khao khát và quyết tâm sống trọn lành bằng bác ái. Chưa có một vị chân sư dày dặn kinh nghiệm về đường thiêng liêng, nhất là về tu đức, phúc âm để dạy dỗ, hướng dẫn, dìu dắt các đại chúng sinh. Lý lẽ của bằng chứng này là không ai dạy và không ai nêu tấm gương để chỉ đường bác ái. Tôi có một người bác ruột và hai người cậu ruột đều làm linh mục. Đó là những cha sở đầy uy quyền. Tôi còn nhớ những năm của thập niên 50 khi vùng quê tôi vô cùng biến động vì loạn lạc. Linh mục là những quan lớn. Vì kính trọng linh mục nên ngôi nhà tôi ở, ai đi ngang qua cũng đứng lại cúi chào ít lắm cũng dở nón, vì đó là nhà có người làm linh mục. Giữa đêm khuya chỉ linh mục mới được đi từ làng này qua quận nọ mà không hề sợ băng nhóm nào bắt nạt. Chỉ một số linh mục lúc đó có cả ô tô con nhập từ nước ngoài vô. Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ biết có một điều. Đi tu cho giống bác và hai cậu. Đi tu là sang trọng.
Tuyệt nhiên tôi không hề biết bác ái là tất cả. May mắn làm sao tôi gặp cha Luca. Từ đó trở đi tôi mới biết từ gốc rễ cho đến ngọn ngành mọi việc. Từ đó tôi mới biết không thể đi tu như bác và hai cậu, nhưng các bạn của tôi thì sao? Bằng chứng thứ ba, chúng sinh không sống bác ái và coi nhẹ bác ái. Như tôi đã thưa, các chúng sinh không biết rằng mình phải sống bác ái, nhưng đó chưa phải là vấn đề. Vấn đề là nếu có biết đi nữa, các chúng sinh cũng không sống bác ái. Lý lẽ thuyết phục nhất của bằng chứng này là các đại chúng sinh, như tôi nói ngay từ đầu, không biết và có biết cũng không muốn đi vào đường trọn lành bằng sống đức bác ái. Tại sao? Vì một lẽ đơn giản, đi vào đường trọn lành này là đi ngược dòng với những người khác, mà hễ đi ngược tất khó, sống còn. Chuyện này không hẳn chỉ do con người mà còn do chính ma quỷ. Ma quỷ đã cố quyết ngăn chặn ngay từ đầu. Tôi biết ma quỷ ngăn chặn nhờ nghe được câu chuyện sau đây. Người bạn cùng phòng cũng dân lục tỉnh như tôi. Một hôm không có chỗ ra ngoài đi chơi, anh ta ở lại phòng. Trong phòng lúc này chỉ còn hai đứa, anh ta và tôi. Anh ta tâm sự. Mình thấy anh có cái gì đó làm mình thích, nhưng tính mình nhút nhát chưa có dịp tâm sự với anh như hai người bạn thân. May sao hôm nay được dịp. Người bạn tên Hiền hỏi tôi, anh có sợ ma không? Thấy tôi có vẻ chưa hiểu mục đích của câu hỏi, Hiền giải thích. Ý mình muốn hỏi xem để có nên kể câu chuyện này hay không. Thôi kệ, mình cứ kể đại nó đi, vì mình ấm ức để trong lòng không yên mà kể ra bừa bãi sợ bạn bè đứa nhạo cười. Đổi tư thế ngồi, Hiền bắt đầu kể. Tính mình thì nhút nhát đối với người ta, nhưng không nhút nhát lắm đối với ma quỷ hoặc với những hiện tượng siêu hình. Trái lại mình rất tò mò là đằng khác. Trong năm giúp sứ đầu tiên, có một dạo cha sở sai mình đến thăm viếng, an ủi, săn sóc ông cậu của cha đang rất cô đơn trong cảnh bệnh hoạn sắp chết, ở cách đó hơn 10 cây số. Tới lui hoài đâm ra mình rất được lòng ông già. Kêu là ông già nhưng ông tuổi chỉ ngoài 60, hiền lành, bị vợ con bỏ đi đâu mất, mình không dám hỏi, để mặc ông sống cô độc trong yếu đau. Ông già thấy mình chăm sóc chu đáo và hết tình nên coi mình như con. Cũng đáng, vì cứ 3 ngày mình chạy xe gắn máy sang với ông già. Thế rồi bạo bệnh khiến ông già chết sau đó không lâu. Biết mình sẽ chết, ông già trói trăng lung tung. Đặc biệt khi ông già từ giã cõi đời một khoảng 2-3 tuần thì có xin ông già một điều. Vừa nói tới đó, Hiền ngưng lại nhìn tôi một lúc rồi hỏi, nè, có tin những gì mình nói không đó? Hỏi kỳ vậy ông? Tôi cười thân mật, không tin mà chịu ngồi đây nghe ông kể à? Hiền gật đầu tỏ vẻ yên tâm, kể tiếp. Liệu có biết mình xin điều gì không? Mình nói với ông già, khi nào về với Chúa, bác xin Chúa cho bác được về thăm con và nói con nghe chuyện bên đó. Ông già hứa, đã vậy ông còn đùa. Nếu Chúa cho về thiên đàng, bác nhất định về thăm con rồi mới về trên ấy. Còn mình còn dặn, nhưng khi về thăm con, bác đừng làm con sợ nghe, sợ là con chạy đó. Hai bác cháu siết tay nhau cam kết thật chắc chắn. Nhìn Hiền, tôi nghĩ cái anh chàng gầy yếu này coi ra vậy mà bạo gan bạo phổi hơn tôi nhiều. Tôi mỉm cười chăm chú nghe anh kể tiếp. Mai táng ông già xong, nhằm lúc mình quá nhiều việc khiến quên khuấy chuyện ông già hứa về thăm. Nhắm tính đã gần 2 tuần, mình nghĩ đơn giản chắc chú không cho phép nên ông già không về thăm mình. Nhưng rồi mình nghĩ tiếp, sao không tạo cơ hội thử xem, vì những ngày qua bận rộn và y xèo quá làm sao ông già về thăm cho được. Nghĩ là làm, mình liền xin cho phép cha sở về nhà ông già bất chấp trời chiều đang mưa dầm ướt đẫm. Tôi chợt rùng mình, anh quả là gan dạ, tôi chịu thua anh luôn. Hiền kể tiếp, đến trước ngôi nhà hoang vắng nằm tách biệt hẳn với hàng xóm, quanh nhà cây cối rậm rạp âm tầm, và lại đang mưa dầm nên mình cảm thấy bầu không khí lạnh lẽo thê lương. Vừa dựng xe ở hàng hiên,
mình đã nghe có tiếng động như nhà đang có người ở bên trong. Mình cố tự trấn an bằng ý nghĩ nhà vắng thì ắt có mèo quậy chuột phá. Ngần ngại một lúc lâu, mình lấy hết can đảm tiến đến cửa chính, tra chìa vào ổ khóa, sau đó từ từ mở cửa nhà. Anh đoán xem mình thấy gì khi mở cửa ra? Tôi lắc đầu ra hiệu không đoán nổi, hiện tiếp. Mình thấy giữa bóng tối thẳm u của căn nhà có một vệt sáng ở sát cạnh bàn thờ giữa nhà. Ban đầu mình ngỡ là ánh sáng từ mái nhà dọi xuống, nhưng khi định rời mắt đi thì bỗng thấy vệt sáng ấy động đậy. Tim mình đập mạnh, nhưng vì chủ đích muốn gặp ông già nên mình đứng nán lại ở cửa nhìn cho kỹ. Lạy Chúa, bỗng một người đang như mặc áo dòng trắng đứng thụ lụ ra đó. Phản xạ tự nhiên, mình phóng một cái, bay ra đến tận ngõ. Khi đã đứng đó thở phào hở hổn hển một lúc, mình thấy xấu hổ liền quay vào. Vừa đi vài bước, mình nghe tiếng văng vẳng tiếng gọi. Hiền, Hiền, Hiền ơi! Mình thu hết bình tĩnh, lần mò từng bước đi vào. Vào giữa sân lại nghe tiếng ông già. Bác đây, bác cháu mình hứa với nhau rồi mà. Tôi mở miệng, nhưng miệng nó lập cập và giọng nói thì cứ run lẩy bẩy. Bác Bảy, bác đừng làm con sợ nghe, bác đừng làm con sợ nha. Ông già đáp lại bằng giọng nói nho nhỏ như hồi còn trên giường bệnh. Không, bác cháu mình mà, bác không làm gì con đâu. Dần dần, tính tò mò bên trong trỗi dậy, mình đã vào được quá giữa sân. Đứng tại chỗ, run lập cập. Không phải vì lạnh mưa, mà vì lạnh sợ. Xin quý vị vui lòng nhấn nút like để ủng hộ chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Kỳ 44 phần 2. Lời của người viết. Vì là tiểu thuyết nên những gì dưới đây không cần phải tin. Tiếng ông già nói tiếp, tuy khẽ khàng nhưng rất rõ. Bác về thăm con như đã hẹn với nhau. Bác vẫn bình thường, chỉ là ở thế giới khác thôi. Mình đã vào được sâu hơn, đứng dưới đất ở hàng hiên mà lòng vẫn còn sợ lắm. Tuy nhiên mình hơi bình tĩnh hơn trước. Hiền nhận xét thêm, con người tự nhiên không chịu nổi cái gì thuộc về siêu nhiên vô hình. Ông già lặng thinh, vì run sợ nên mình hỏi mà tự nghe giọng mình nó lạc lạc làm sao. Bác đang ở đâu? Thiên đàng hay luyện ngục? Ông già lặng thinh như có điều gì đó không tiện nói. Mình đoán mò. Bác đang ở luyện ngục phải không? Họ đến đây, gai ốc ở sống lưng cứ từng cơn rợn lên dồn dập. Mình cắn chặt hai hàm răng, trấn áp nỗi sợ để không bỏ chạy lần nữa. Nhưng do nghĩ đây là cơ hội hiếm có, chỉ lần duy nhất này mà thôi nên mình ráng. Mình gàn hỏi thêm. Ủa, sao con hỏi mà bác không trả lời, khó nói lắm hả? Không có tiếng trả lời, mình nghĩ. Ông già đã im lặng như thế, thì chính xác là xác nhận rồi còn gì. Mình bỗng cảm thấy cám cảnh cho ông già. Vì trước khi chết, ông đã chịu quá nhiều đau đớn thể xác do bệnh tật, đau đớn linh hồn do bị vợ con và người thân bỏ rơi trong lúc đơn côi thui thủi. Lẽ ra bây giờ đừng nên chịu đau khổ thêm ở luyện ngục nữa. Không biết nói lời gì để an ủi ông già, mình đành nói lảng tránh qua chuyện khác. Còn tôi thì vẫn đang miên man suy nghĩ về chuyện thiên đàng luyện ngục. Phải rồi Hiền à, nếu đã lỡ ở thiên đàng thì phải toát ra một thứ ánh sáng rực rỡ gì đó chứ đâu có tối mù, rồi còn đứng im thụ lụ một góc như nhát ma người ta phải không? Hiền gật đầu lia lịa, đột nhiên thay đổi giọng kể. Thì đó, liệu biết không, bỗng dưng mình nghe một thứ tiếng động rất kỳ dị. Tiếng ấy hiện giờ tuy đã hơn một năm qua, vậy mà mình vẫn còn nhớ như in. Tiếng động ấy giống như một tiếng thanh kiếm dài mà liếc rất mạnh tay trên tảng đá sần sùi to lớn. Nhưng tiếng ấy lại còn vừa nghe giống như tiếng xé một mảnh lụa dài. Tiếng động kỳ dị khiến mình giật thót cả tim gan và lòng cảm thấy rất sợ.
Nhưng liền sau sự sợ hãi khủng khiếp ấy là sự bình yên trở lại. Mình bớt sợ dần đi vì phát hiện gian nhà nhỏ u ám lạnh lẽo của ông già bỗng sáng trưng lên như ta bật đèn nơi ông. Hiền cười, dù nhà ông già chẳng thấy có lấy một bóng đèn điện. Liêu thử nghĩ xem, cái gì vậy? Hiền im lặng chờ tôi suy nghĩ. Hiền lại đổi tư thế và kể tiếp khi thấy tôi tỏ ra bất lực. Mình hỏi ông già liền. Bác Bảy ơi, chuyện gì vậy? Hồi nãy tối bây giờ bỗng dưng sáng choang. Giọng ông già đang rầu rĩ đổi thành vừa vui vừa thật so với giọng hồi còn sống. Ông già lại còn nói to hơn, dõng dạc hơn và thân mật hơn hồi đầu đến giờ. Tắt một điều là ông già đổi giọng nói khác trước đây mấy phút hoàn toàn. Bác vừa đánh đuổi bọn giới linh, từ nãy giờ chúng quấy phá con đó. Ủa, giới linh là cái gì? Là những người chết oan khuất, chết tức tưởi vì chưa đến giờ chú định. Ví dụ những người tự tử, tai nạn vô ương, họ chưa được Chúa phán xét, số phận đời đời của họ chưa được định đoạt nên cứ phải đi rong ruổi lang thang khắp chốn, rồi làm chuyện này chuyện nọ mà người đời ưa gọi là ma, hồn ma, với mong muốn được mọi người nhớ đến họ. Mình quá đỗi ngạc nhiên, không đợi ông già nói thêm, mình hỏi ngay. Ủa, có cả những linh hồn như vậy nữa sao? Những linh hồn ấy vừa mới quấy phá con, vậy thì trong lúc đó bác đang ở đâu và làm gì? Bác vừa đánh đuổi bọn họ đi rồi, con yên tâm đừng sợ. Bác từ thiên đàng về với con đây. Không hỏi thêm ba cái vụ lung tung ấy nữa, vì từ lâu trong trí mình có sẵn hàng trăm thắc mắc, nên bây giờ mình cứ để mặc chúng tuôn ra, bụng thì cứ nơm nớp sợ ông già đi mất. Thiên đàng ra sao thưa bác? Thiên đàng là tình trạng đứa con đi lạc tìm lại được cha mẹ yêu thương mình. Còn luyện ngục ra sao? Luyện ngục là nơi hy vọng, chắc chắn, nên dù khổ đau mấy người ta cũng chịu được. Còn hóa ngục? Đó là nơi không còn chút hy vọng nào, ngược lại chứa toàn tuyệt vọng, cho nên đau khổ lại càng đau khổ hơn, một tình trạng cuồng điên đi tới mãi. Lúc đó mình thấy hiểu rõ và hiểu cạn nên không hỏi gì thêm. Hiền cười bẽn lẽn. Mình quả vội vàng hấp tấp, bây giờ lại thấy tiếc. Giá như hỏi cho kỹ cho rõ có hay hơn không? Giọng ông già rất thân thương ngọt ngào hơn cả trước kia, làm cho mình không còn sợ hãi gì nữa. Mình hỏi tiếp. Chết ra sao, bác có thể nói sơ sơ cho con biết được không? Thế giới vật chất là ngục tù, đau khổ phần hồn hay phần xác cũng là ngục tù. Thậm chí nếu có hạnh phúc, những thứ hạnh phúc trần gian sơ sài bòi bọt ấy cũng chỉ là một thứ ngục tù khác mà thôi. Còn chết là được ra tù, được phóng thích, được đi vào thế giới tự do, về nhà, tất cả ví như từ trong khoang tâm hồn chật chội, u tối, ngột ngạt và bức bách, được vụt thoát, bay ra bầu trời lồng lộng ánh sáng, không khí trong lành của sự sống. Mình hỏi, vậy chết là sướng chứ đâu là ghê rợn? Ông già giải thích. Vì hình ảnh của sự chết là hủy diệt, tiêu vong, không còn tồn tại, chia lìa, nên ai cũng hiểu lầm và sợ hãi. Tuy nhiên với kẻ ác thì chết đúng là đi xuống, nhưng đối với người lành chết đi là lên, đã chẳng những sống tiếp mà còn thăng hoa. Ông già nói năng lưu loát như một tay có ăn học, khác trước như trời vật. Dân ở thiên đàng phải có khác. Mình hỏi tiếp. Bác có vị phán xét không? Phán xét ra sao? Bác có chịu phán xét. Phán xét là thức dậy, là mở mắt tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mê muội của vật chất để tự thấy ra mọi tư tưởng, lời nói và hành vi tốt xấu của mình từ thuở tuổi khôn cho đến khi chết. Tất cả được phơi bày minh bạch, thậm chí dù chỉ một lời nói ức hiếp người khác cũng sẽ phải trả giá đến cùng. Phán xét tương tự như một tấm màn chiếu phim trắng khổng lồ. Bất kỳ một lỗi dù rất nhỏ nào đều được phóng lớn và chiếu lại trên tấm màn ấy, không sai sót một chi tiết. Chúa ra sao hả bác? Ông già hơi ngập ngừng, rồi trả lời bằng một giọng xúc động. Không thể tả Chúa được con ơi.
Nhưng không phải chết xong mới thấy được người, mà có thể thấy Chúa ngay ở trần gian khi con còn đang sống. Đó là mỗi khi con đem lòng yêu thương, quảng đại, nhân ái, thứ tha cho người khác, lòng con xúc động và bồi hồi yêu thương. Chúa là lòng yêu thương đó con à. Mình bỗng nhìn thấy Chúa ngay sau lời ông già vừa nói. À, vì vậy mà Chúa mới lập đạo yêu thương là đạo công giáo mình. Ông già nói tiếp. Chỉ bác ái yêu thương là đủ một đạo. Có đức tin hay không có đức tin, thiên đàng, hỏa ngục, ơn cứu độ, ân sủng, vân vân, tất thể đều nằm ở chỗ bác ái hay không. Mình nghe giọng ông già trầm hẳn. Rất tiếc, hồi còn sống, không ai dạy bác điều đó. Bác đã không xem bác ái yêu thương là điều cốt yếu trong việc giữ đạo. Cho nên trên thiên đàng, bác chỉ là một người rất nhỏ. May mà bác chịu nhiều đau khổ và biết quên điều ác vợ bác gây ra cho bác. Mình bảo dạng hỏi, vậy ai không sống bác ái yêu thương đều xuống hỏa ngục hết vậy phải không? Ông già nói, Chúa lòng lành yêu thương, thiên đàng là nơi yêu thương. Ai không có lòng yêu thương bác ái, làm sao vào chốn đó được? Nói đến đây, Hiền vung tay đấm vào không khí với vẻ bực tức. Coi như mình đã nắm rõ được vấn đề. Đạo là đường dẫn ta đến Chúa. Toàn bộ đạo công giáo là yêu thương. Toàn bộ đức tin công giáo là bác ái yêu thương. Chù mẹ, học đến thần học mới hiểu cốt tự ấy, lại biết cho người chết dạy. Tôi an ủi Hiền, dù gì biết còn hơn không, tội cho nhiều người không biết, tội hơn nữa biết mà không làm. Thầy Hiền bạn tôi còn kể tiếp, qua anh tôi càng hiểu rõ, đức tin là sống yêu thương như Chúa đã xuống thế giảng dạy. Yêu thương là tất cả, đến nỗi ai đọc kinh ra rã sáng chiều, ai đến nhà thờ siêng năng, ai cúng nhiều tiền cho nhà thờ, hay dù ai có bạc núi lấp biển, không bác ái thì mọi việc trở thành không. Sau đó không lâu, thầy Hiền xuất tu mà không nói lý do. Chỉ anh và cha linh hướng của anh biết mà thôi. Anh lập gia đình sống giản dị và thầm lặng cho đến hôm nay. Tất cả những dòng trên đây đều được anh xem qua. Kỳ 45. Sau khi thầy Hiền xuất tu, tôi cảm thấy mất đi một người bạn để sớm tối chia sẻ tâm sự một cách ưng ý. Trong nỗi tiếc nuối, thoạt đầu tôi nghĩ quấy. Thầy Hiền đã phạm một sai lầm gì đó kín đáo đến nỗi không thể nói cho tôi biết. Nhưng càng ngày tôi càng hiểu ra mình đã nghĩ sai. Vì khoảng hơn một tháng sau đó, tôi nhận được thư của anh. Trong nhiều lá thư, anh viết rất dài để tôi thấy rằng người chết trở về còn nói điều gì đó khiến anh lo âu cho cuộc sống mai sau hơn là cuộc sống hiện tại. Vì có câu anh viết thế này: liệu cứ tu tiếp nếu thấy hạp, riêng mình tự liệu sức không thể nên thánh qua con đường làm cha thiên hạ. Mình coi là quan trọng lắm cuộc sống mai sau, cuộc sống bây giờ thì ăn nhầm gì. Lúc đầu tôi suy nghĩ đó là lập gì, nhưng chiêm niệm thấy nếp sống tu luyện thực tế trong đại chủng viện và so nếp sống của các linh mục khắp nơi, ngày càng tôi nghĩ Hiền có lý do. Vì chỉ cần lấy một điều sau đây ra mà nói sẽ đủ thấy ra nhiều điều khác rất đáng suy nghĩ. Đó là điều không mấy ai, từ đại chúng sinh cho đến các linh mục, chịu học bài học đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu nhất do Chúa Kitô Thầy Chí Thánh đã ân cần dạy bảo. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Có phải Chúa Kitô là vị giáo sư trên hết mọi giáo sư hay không? Có phải bài học của người cao siêu trọng đại tuyệt vời vô cùng giá trị và vô cùng cần thiết hơn hết mọi bài học? Vậy tại sao chẳng đại chúng sinh nào chịu học, thậm chí còn không nhắc đến bài học lớn lao, cao trọng và tiên quyết ấy đến nửa lời, trong khi xích xoa khen ngợi chăm chăm chú chú ghi chép gìn giữ, học đi học lại và nhắc tới nhắc lui những bài học khác cho người đời giảng dạy? Thật là một nghịch lý. Nghịch lạ kỳ quái đến chướng tai gai mắt không thể tưởng. Tôi nghĩ, chắc là thầy Hiền bỏ tu vì lý do đó.
Quả thật, vì khinh thường, lảng tránh bài học cao vời của Chúa Kitô, nên các đại chúng sinh sau này ra làm linh mục luôn là những người hung dữ và kiêu ngạo, đối nghịch với những lời dạy trong bài học của Chúa. Hơn nữa, trở thành những thành phần phản nhân chứng phúc âm. Tôi trộm nghĩ, chỉ cần là một người dân bình thường, nếu chúng ta chưa biết gì về một tập thể hay tôn giáo nào đó, nhưng nhìn xem bộ phận nòng cốt của tập thể hay tôn giáo ấy biểu hiện sự hung dữ và kiêu ngạo, ắt chúng ta sẽ xa lánh ngay. Vậy nếu bộ phận nòng cốt và ưu tú của công giáo hung dữ và kiêu ngạo, chúng ta sẽ nghĩ ra sao? Xa hơn, liệu chúng ta có dám đề cập việc truyền giáo nữa hay không? Về vấn đề này, khi giảng cho tôi về bài học Chúa Kitô, cha Sở Luca kể một câu chuyện đúng ngay vào trọng tâm. Cha kể: một hôm ông lực lượng đến xưng tội, ông nói: gán cho chúng ta tội luôn rình rập cám dỗ loài người thì đúng là loài người các ông chẳng hiểu ất giáp gì. Vì loài người các ông bản chất quá cứng đầu cứng cổ. Đây, chúng ta chỉ cho ông thấy. Ông Chúa từng dạy và nêu gương sống hiền lành và khiêm tốn. Thế mà giáo sĩ các ông đã không theo thì thôi, lại còn đi ngược. Từ đó khiến giáo dân đi lạc đường tất cả. Thế thì việc gì chúng ta phải cám dỗ? Cứ ngồi xem giáo sĩ đầu mục mù dắt mù cả hai rơi xuống hố thôi. Dứt lời, ông lực lượng cười vang với vẻ thỏa thê khoái chí. Quả thật, lúc đó tôi rất bất ngờ trước thông tin này và chỉ thoáng nghĩ là tôi thấy hết sự việc. Đúng là các cố đạo nhà mình đều hung dữ và kiêu ngạo cách này hay cách khác. Không dám gật đầu công nhận ngay, nhưng tôi cũng chẳng cách gì biện bạch hay tránh né. Ông lực lượng đề nghị: muốn không? Chúng ta sẽ đưa ông đi gặp vài kiểu mẫu sống động. Tôi chưa kịp trả lời thì ông lực lượng rời khỏi tòa cáo giải nhanh như lúc ông ấy đến. Sáng sớm hôm sau, chân lễ xong, vừa bước ra cửa sau phòng thánh, tôi bỗng thấy có một người đứng chờ. Thấy tôi, người ấy trao một phong thư có niêm của tòa giám mục. Mở ra xem, tôi quầy quả về nhà điểm tâm qua loa rồi vội vã khăn áo lên đường về tòa giám mục. Bước vào phòng giám mục, tôi thấy ngài đang chờ sẵn. Ngài nói: anh Luca, tôi nhờ anh đi CT và Richie thay tôi. Có xe chờ sẵn dưới nhà, anh đi ngay cho. Đứng lên như dục đi cho lẹ, đức giám mục còn trao cho tôi thư giới thiệu và một sơ mi dày cộm giấy là giấy. Ngài nói: ngồi trên xe, anh có giờ mà đọc hết những thứ này. Đọc xong, anh sẽ hiểu anh phải làm gì thay tôi. Ngồi trên xe, chiếc Porsche màu mỡ gà im ru của đức giám mục, tôi tự hỏi: việc gì thì việc, còn nhiều việc đấng bậc sang cả và còn giỏi giang hơn mình, sao đức giám mục lại sai mình? Ấy là vì lúc đó tôi quên biệt những gì ông lực lượng nói với tôi vừa mới hôm qua. Tôi lần lượt đọc hết những lá đơn của giáo dân của họ đạo lớn của tỉnh CT và vùng Rishi, kiện hai cha sở của họ. Kèm theo mỗi lá đơn là những lời đe dọa, đại loại: nếu tòa giám mục không hoặc giải quyết không tới nơi tới chốn, họ sẽ bỏ đạo. Phần lớn thời gian còn lại ngồi trên xe, tôi chỉ biết cầu nguyện, xen việc lần chuỗi và môi cái trí khôn bé bỏng thấp hèn của mình ra mà nghĩ xem phải làm gì khi đến với hai ông cha từng nổi tiếng trời ơi đất hỡi này. Quả trừ tôi đến giáo xứ HG thuộc tỉnh City, đi vào khu vực nhà thờ được xây dựng như một khu quân sự. Dù nhiều người nhận ra xe của đức giám mục, nhưng tôi vẫn bị chặn đi chặn lại nhiều lần, mất bộn giờ mới vào được đến nhà xứ. Cha Sở, bạn học cùng lớp của tôi, mặc quân phục sĩ quan với quân hàm cấp tá trông rất oai vệ, đón tôi không được vui vẻ tự nhiên như mọi khi. Có lẽ anh ta đánh hơi chuyện chẳng vui khi thấy một tay nhà tu hoèn như tôi bỗng ngồi xe đức giám mục đến đại bản doanh của anh. Tôi lưu lại 3 ngày, nắm được tổng quát sự việc. Sự việc ấy là, cha sở lập tiểu khu tuyển thanh niên họ đạo đi lính để họ vừa được khỏi bị bắt quân dịch, vừa tự bảo vệ được giáo xứ. Nhưng như người đời đúc kết kinh nghiệm, quyền lực càng cao, người sẵn tính nóng càng nóng dữ. Anh bạn tôi vốn tính đã nóng nảy, nên giờ đây anh trở thành một hung thần khét tiếng khắp vùng.
Giáo dân kể lại nhiều việc nghe thương tâm. Ví dụ mới đây, anh tiện tay chộp lấy một khúc gỗ lớn to đến 10 phân vuông, đánh một anh lính đến vào quân y viện rồi tử thương luôn trong đó. Suốt 3 ngày, tôi chỉ nghe mà không biết phải nói, làm gì. Sáng ngày thứ 3, thấy ở lại cũng chẳng ích gì, tôi ra về. Lúc bắt tay từ biệt anh, tôi nói nhỏ kiểu vớt vát. Anh biết mình đến đây không phải để thăm anh chứ? Cha sợ thiếu tá bạn tôi những đôi lông mày rậm như hai con sâu rớm, thay cho gật đầu. Tôi nói, đồng ý chứ? Anh bỗng choàng qua vai tôi, im lặng 10 giây, anh nói với giọng nhỏ như con gái. Về thưa lại với ông già giùm, ông già đừng lo, mình sẽ tự thu xếp tất cả. Bạn tôi cho lính mang ra xe đủ thứ linh tinh quà cáp gửi ông già, có lẽ để làm tin. Tôi cũng được anh tặng cho một cây thuốc lá đun hiu sang trọng và một hộp quẹt Sippo mới cáo. Ngồi vào xe tôi nghĩ, công vụ này là thế, công vụ sắp tới không biết ra sao đây. Tài xế cho xe trực chỉ vùng Richie không bình yên. Gần trưa tôi đến nơi, xe phải đi thật chậm qua nhiều chốt kiểm soát quân sự mới vào được khu vực họ đào. Giáo dân nhìn thấy xe tưởng lầm Đức Giám Mục đến nên tụ tập ngày càng đông dần rồi kéo nhau chạy theo xe. Vừa chạy, họ vừa vung vơ biểu ngữ, miệng la lối. Đã đảo cha xứ, đã đảo cha xứ ác ôn côn đồ, trả cha xứ về tòa giám mục đi, cha xứ cút đi. Tôi cảm thấy chóng mặt, ù tai hoa mắt. Dù rất khó khăn, nhưng xe cũng dần dần vào được trước cổng nhà xứ. Nhưng khi nhìn thấy tôi bước xuống xe mà không phải là Đức Giám Mục, đám đông giáo dân kêu lên ồ, lên một tiếng tỏ vẻ thất vọng. Tôi bắt tay một vài người đứng gần vừa tự giới thiệu. Tôi là linh mục Luca, được đức cha sai đến. Đám đông giáo dân có vẻ tỏ vẻ hung hăng, nóng nảy tranh nhau nói, kể, trách, chất vấn, chửi và hăm dọa. Cha sở bằng nhiều lời nặng nề. Số khác trao những bức thư, những tờ đơn. Số đông người còn lại dương biểu ngữ, đuổi xéo cha xứ cút đi, cha xứ là chó sói ăn thịt chiên non. Tôi không dám nói gì khi chưa gặp mặt chủ nhà. Sau một lúc bị giáo dân vây chặt để van vỉ, thuyết phục, trách móc, xiên xỏ, thách thức, hăm dọa, tôi bắt đầu bị họ dùng đến tay chân, kẻ nắm áo, người lôi kéo, kẻ xô đẩy. May mà tài xế được sự giúp đỡ của những anh lính gác gần đó dùng hết sức lực giúp tôi từ từ thoát khỏi đám đông để vào nhà xứ. Đón tôi bằng ánh mắt lạnh như băng và cử chỉ gượng gạo, cha xứ thuộc lớp đàn anh hắc hàm hỏi, họ xuống đây làm gì? Bắt tôi phỏng. Tôi trao thư giới thiệu của Đức Giám Mục và cố tỏ ra cứng rắn thưa lại, thưa anh, không phải vậy. Đức cha bảo em xuống anh thì em xuống, ngài có bảo em nói gì hay làm gì đâu. Cha sở nhìn tôi với ánh mắt có vẻ hơi ấm lại. Sau đó ngài xé thư, đọc lướt thật nhanh rồi hơi mím môi giấu một nụ cười, mời tôi. Ngồi đi, ngồi đi, tưởng mấy ông làm khó tôi chứ. Nói xong chìa thư Đức Giám Mục ra cho tôi xem. Tôi cũng tranh thủ vội vàng liếc nhanh. Thư chỉ có vài dòng ngắn ngủn, nét chữ lại to như con gà mái. Đức Giám Mục thường viết như thế, chữ thì to cần, lời thì ngọn lõn. Vài dòng chữ ấy nếu tôi không lầm là: cha khỏe chứ? Luca đến chơi với cha, liệu mà vui vẻ với nhau. Mặc cho giáo dân la hét bên ngoài rồi tan dần, cha sở từ từ vui vẻ với tôi khi thấy Đức Giám Mục viết thư vẫn xoay xòa. Còn tôi thì vẫn chẳng mang theo bất cứ sứ mạng gì. Tuy nhiên lòng tôi vẫn ấm ức, không biết phải nói gì với giáo dân, không biết làm gì để hòa giải cha sở và bổn đạo. Buổi chiều tôi đọc hết những lá thư và các đơn tờ cả tố cáo của giáo dân dúi vào tay tôi lúc mới đến. Tôi bàng hoàng nhận ra cha xứ đã làm nhiều chuyện kinh thiên động địa. Nói chung ngài là một lãnh chúa ở vùng này. Tôi tin vào những lá thư và những đơn thư ấy khi nhìn thấy một điều nhỏ diễn ra trước mắt. Đó là hiện tượng giáo dân chỉ đến được nhà thờ bằng một lối nhỏ duy nhất vào đúng giờ mở cửa. Ngoài ra không ai có thể mon men đến gần nhà xứ.
Sau 2 ngày lưu lại, tôi từ biệt ra về với lòng buồn rười rượi khi thấy mình chẳng làm được điều gì cho giáo dân tội nghiệp. Nghe tôi kể lại mọi việc và thú tội chẳng làm được việc gì, Đức Giám Mục chẳng những không nổi giận mà còn cười cười rồi nhẹ nhàng an ủi. Đem hòa bình vào nơi tranh chấp, Thánh Francisco đã cầu nguyện như thế. Trao tôi cây viết hiệu Parker ngài đang dùng. Thưởng cho Luca, đem về mà viết bài giảng. Chẳng cần phải chờ đợi, ngay chiều hôm về đến nhà, ông lực lượng đến xưng tội. Nhếch mép cười mỉa mai, ông ta nói như một người rất có tinh thần trách nhiệm. Còn rất nhiều giáo sĩ dữ tợn và kiêu căng như vậy hoặc hơn, họ dắt giáo dân đi ngược chiều phúc âm, đúng không? Tôi chống chế cách yếu ớt. Thời buổi chiến tranh mọi điều bất ổn. Không để tôi nói hết, ông ta chặn liền. Đừng có xạo, xưa nay giáo sử đều làm như thế, làm ngược với những điều chính miệng họ rao giảng. Chúng ta đây chẳng cần làm gì cám dỗ, ông không thấy vậy à? Tôi có cảm giác buồn lo, giống y như cái cảm giác lúc trưa khi ngồi trong phòng Đức Giám Mục. Tôi hỏi, ông tỏ cho tôi biết tất cả chuyện này để làm gì? Ông lực lượng cười cách cây độc xong trợn mắt nhìn thẳng vào mặt tôi gằn giọng. Để nhạo các ông, giả hình, dị hợm. Những lá thư sau, thầy Hiền có đề cập nhiều điều, trong đó điều làm tôi suy nghĩ nhất là sức người có hạn, mỗi người chỉ nên chuyên một việc. Ai ôm đồm nhiều việc cùng lúc chắc chắn sẽ không hoàn tất việc nào. Cha ông từng dạy, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Một nghề mà tinh xảo, ắt một đời hiển vinh. Một nghề thì kín, chín nghề thì hở. Linh mục chuyên lo việc phần hồn, nếu chuyên chú chỉ một việc ấy sẽ được hoàn tất mà chính linh mục cũng sẽ lành. Nhưng linh mục đã coi sứ là việc hành chánh, đúng ra đó là việc phần hồn. Nhưng từ lâu những việc phần hồn ấy đã bị hành chánh hóa, cơ chế hóa, thủ tục hóa. Ví dụ lo cho trẻ em học giáo lý để lãnh nhận các bí tích, vân vân. Việc hành chánh khiến cho chức linh mục trở thành một chức quan nhỏ. Đã là nhân viên hành chánh, hơn nữa, đã là một viên quan thì nhiều lúc hoặc vĩnh viễn không thể giữ tác phong của một người hướng đạo tinh thần, một người chuyên lo việc phần hồn. Nói tóm, linh mục không thể giữ hiền lành và khiêm nhường trong lòng như Chúa dạy. Từ đó, nảy sinh nhiều bất ổn, trái khuấy, không thể cậy xiết. Kỳ 46. Ai nghĩ sao thì nghĩ, phần tôi cứ nghĩ sự ngộ nhận là một căn nguyên gây nhiều hậu quả tai hại nhất. Vì sự ngộ nhận dẫn dắt con người đi theo hướng lệch lạc, có khi đi ngược lại sự thật. Đồng thời từ đó phát sinh nhiều tội lỗi. Có người tự ngộ nhận, có người do người khác làm cho ngộ nhận, hoặc do cả một hệ thống ngộ nhận rồi kéo mình theo. Có kẻ ngộ nhận mà vô tư không biết mình đang sai lầm, nhưng cũng có kẻ biết được mình đang ngộ nhận mà cứ vẫn để mặc sự ngộ nhận ấy liên tiếp xảy ra vì thấy mình đang được lợi lộc. Đọc phúc âm tới chỗ Đức Maria và Thánh Giuse lên đền thờ Jerusalem để dâng Chúa hài nhi vào đền thánh theo luật định. Người ta thấy ngay đoạn tiên tri Simeon tiên đoán về Chúa hài nhi. Trong lời tuyên đoán ấy có một câu rất đáng chú ý. Thi Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel phải vấp ngã hay được trỗi dậy. Lời tiên tri trên rõ ràng đã được ứng nghiệm. Chẳng những bản thân Chúa Kitô mà cả những lời người dạy trong phúc âm cũng làm cớ cho nhiều người vấp phạm hay được trỗi dậy. Vì trong khi có người tìm thấy trong phúc âm sự sáng soi để trỗi dậy đến với nước trời, thì có rất nhiều người chẳng những đã không chịu mở mắt ra để thấy và trỗi dậy, lại còn bằng tà dục, đập dập bẻ cong, lời Chúa theo hướng kiêu căng, ích kỷ, cầu danh lợi làm cho mình và cả những người khác hiểu lầm luôn lời Chúa. Chính vì vậy nên Thánh Gioan Tẩy Giả mới có những lời kêu gọi vô cùng thực tiễn. Hãy dọn đường cho Đức Chúa, sự lối thẳng để người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạc cho thấp, quanh co phải uống cho ngay, đường lò lõm phải sang cho bằng.
dọn con đường cho Đức Chúa, sự lối thẳng để người đi, có nghĩa là đọc hay nghe và đón nhận lời Chúa dạy trong phúc âm. Nếu đọc hay nghe phúc âm với lòng đã được dọn kỹ, khiêm tốn, vô tư, ngay lành như Thánh Gioan Tẩy Giả đã nói, thì lập tức sẽ thông hiểu Chúa nói gì và thích thú thực hành chăm chỉ. Lời Chúa lúc này khiến họ trỗi dậy và thẳng tiến đến nước trời. Còn ngược lại, nếu đọc hay nghe phúc âm với lòng không được dọn dẹp, không bạc núi kiêu căng, không lấp hố tham, không sự ý gian tà trà mị, như Thánh Gioan Tẩy Giả đã rao, thì có đọc nhiều, nghe nhiều bao nhiêu cũng sẽ chẳng hiểu, chẳng thông và chẳng biết Chúa nói gì, hoặc hiểu nhưng cắt nghĩa sai rồi, đi sai và lôi kéo nhiều người cùng sa xuống vực sâu tối tăm với mình. May mắn cho tôi làm sao được cha sở Luca dạy dỗ, uốn nắn, cho nên trong những ngày tháng tuy còn học tập ở đại chúng viện, nhưng tôi đã sớm nhận ra được rằng tu sĩ, giáo sĩ của chúng ta mắc nhiều ngộ nhận, đặc biệt những ngộ nhận về lời Chúa trong phúc âm. Với nhiều ngộ nhận lớn nhỏ, chúng ta đã đi lệch đường rồi kéo theo những thế hệ giáo dân cũng đi lệch theo với chúng ta. Phải cậy vào lòng nhân hậu Chúa, tôi mới tin nổi nhiều thế hệ giáo dân vô tội vẫn được hưởng ơn cứu độ dù ngộ nhận đủ điều. Rõ ràng, đã chúng viện không dạy, nhưng chẳng hiểu sao từng lớp người cứ mãi theo nhau mà ngộ nhận. Tôi xin kể lại đại khái vài ngộ nhận phổ biến như sau. Ngộ nhận linh mục là cha dưới đất trong kinh Lạy Cha. Ngộ nhận mình là người thánh. Ngộ nhận về đức tin. Ngộ nhận người đi tu là theo Chúa, giáo dân không phải và cũng không thể theo Chúa. Ngộ nhận chỉ có giáo sĩ mới là môn đệ, tông đồ là thợ gặt, là ngư phủ đánh cá người, là men là muối, còn giáo dân chẳng là gì hoặc chỉ là những thứ còn lại. Ngộ nhận ý mình là ý Chúa. Ngộ nhận để được rõ linh hồn phải giữ đạo, mà phải giữ đạo gồm siêng năng đi lễ, rước lễ và chịu các phép bí tích, năng đi lễ cho các linh hồn vào lần chuỗi, đọc kinh hôm và kinh mai và hội đoàn. Ngộ nhận phạm đến giáo sĩ là phạm đến Chúa, gọi tội ấy là phạm thường. Ngộ nhận ơn kêu gọi. Ngộ nhận giáo hội là tập thể giáo sĩ gồm linh mục trở lên. Sau khi thầy Hiền xuất tu khoảng được vài ba tháng, trong đại chủng viện có xảy ra một chuyện nho nhỏ, nhưng cũng đánh thức được một số thầy. Lớp triết 2 bên dưới tôi có 3 lớp, có một đại chúng sinh tình giảng. Đang tu học bỗng dưng giảng trợ chứng, có những lời nói, cử chỉ và hành động bất thường không giống ai. Những biểu hiện lạ ấy ngày càng kỳ hơn, cho đến một hôm, giữa đêm khuya lúc mọi người đang ngủ, giảng thức dậy, đạp đổ lung tung rồi chạy sòng sọc đi khắp nơi trong khuôn viên đại chúng viện. Vừa chạy, giảng vừa la hét kèm theo những hành vi xé quần xé áo, bứt tóc bứt tai. Sau khi vất vả đưa giảng đến được bệnh viện, các bác sĩ giúp ổn định, khám chữa và săn sóc cho cậu ta hơn 3 ngày, thì bỗng dưng giảng trợ chứng với những biểu hiện còn lạ kỳ hơn. Không ăn không uống, cặp mắt đỏ ngầu, nhìn trừng trừng, hai tay luôn khu khoáng vẽ trong không khí những hình thù khó hiểu. Tự xưng mình là Hitler tái thế, có lúc thuyết giảng huyên thuyên về nòi giống loài người. Đại chủng viện là nơi đông người thì có nhiều ý kiến góp lại thành sáng kiến. Sau khi kể cho các cha giáo nghe về lý lịch sơ sơ, thầy giảng là một người rất đam mê luyện võ và khí công, nhưng là luyện võ và khí công qua tiểu thuyết kiếm hiệp của tác giả Kim Dung, qua những thông tin về thần tượng võ thuật lừng danh bấy giờ là Lý Tiểu Long, và qua những thầy dạy cùng nhiều tài liệu có vẻ rất bí ẩn ngay từ khi còn ở tiểu chủng viện, v.v. Mọi người được các cha giáo cho phép tức tốc đi tìm một thầy võ nổi tiếng để đến thử thăm bệnh cho thầy giảng. Sau khi xem xét, vị võ sư ấy cho biết giảng luyện khí công sai phương pháp nên bị tắc huyệt và loạn khí ở thể rất trầm trọng. Vị võ sư được các bác sĩ cho phép dành 3 ngày vừa chữa trị ở kề bên theo dõi thật sát. Tuy nhiên, mới sau hơn 1 ngày, vị võ sư cho biết mình đã làm hết sức. Trước khi rút lui, ông để lại một lời khuyên gây nhiều kinh ngạc: nên tìm thầy bùa.
ban giám đốc hội ý rất nhanh và quyết định không mời thầy bùa nhưng mời linh mục Ca, một linh mục lão thành đức tiến thánh thiện đến với thầy giảng. Vừa thấy linh mục già bước vào phòng, thầy giảng nói ngay: "Ta là Hitler tái thế, làm gì được ta, làm gì được ta?" Linh mục Ca mỉm một nụ cười hiền khô: "Hitler hả? Hitler hả? Quá rồi, quá rồi. Đọc sách Hitler nhiều quá, xin lẩm thuốc phải không?" Cuộc đấu khẩu mất đến 5-3 phút, xoay quanh chỉ một việc. Việc thầy giảng mắt long lên bảo mình là Hitler, còn Linh mục Ca cứ tưng tửng giễu cợt và phủ nhận. Đến một lúc giống như không còn kiên nhẫn được nữa với ông linh mục già cứng đầu, thầy giảng nhảy vào siết cổ Linh mục Ca. Với tất cả sức lực trai tráng của một anh y tá và ba đại chúng sinh, bốn người hì hục vất vả lắm mới gửi được. Xin lỗi quý vị. Với tất cả sức lực trai tráng của một anh y tá và ba đại chúng sinh, bốn người hì hục vất vả lắm mới gỡ được tay của thầy giảng ra khỏi cổ Linh mục Ca, đưa thầy giảng về lại giường và giữ chặt ở đó. Sự việc tồi tệ đến như thế, vậy mà lạ thay, Linh mục Ca vẫn cứ tỉnh rụi, lại còn bảo chúng tôi: "Nhẹ nhẹ tay, đừng làm thầy ấy đau tội nghiệp." Vuốt lại áo xuống, ngồi xuống ghế, mắt không nhìn thấy vào thầy giảng, ngài nói với phong thái vẫn bình thản tự nhiên như chưa từng gì xảy ra: "Ừ thì mày là Hitler, khỏe vậy thì đúng là Hitler thật rồi còn gì. Được, nhưng mày muốn gì?" Thật trái ngược, một bên thì nóng như lửa lò, dữ như chằng tinh, còn một bên thì nguội như hồ nước lặng, hiền như cục đất. Linh mục Ca đã làm cho đến quỷ cũng phải tức điên, rồi vì không đe nẹt gì được phải đành chịu xuống nước dịu lại và ngồi yên. Tuy nhiên thầy giảng vẫn còn trừng trừng cặp mắt đỏ ngầu nhìn Linh mục Ca, vừa gầm gừ trong cổ họng: "Ta muốn trả thù, ta muốn trả thù." "Mày muốn trả thù ai, trả thù vì cái gì?" "Ta muốn trả thù hết mọi người." "Trả thù sao được, mày từng giết hại quá nhiều người rồi còn gì. Mày đã ăn tươi nuốt sống bao nhiêu triệu người Do Thái rồi còn gì. Mày đã khiến dễ chừng có đến cả triệu thanh niên phải chết trong Thế chiến thứ hai rồi còn gì. Còn nữa, còn nhiều nữa. Làm sao có thể kể hết số người mày đã giết hại trong các trại tập trung?" Linh mục Ca nói như tuồng, không để cho thầy giảng kịp nói. Là một điều, giọng nói của ngài vừa im nhẹ như ru chuyện, vừa có vẻ đanh thép như quan tòa tuyên án. Chúng tôi chứng kiến và thẩm phán phục ngài làm sao? Tự hỏi, ngài là từng người từng trừ quỷ nhiều lần lắm hay sao mà gan dạ, mà dày dặn, mà khiến cho quỷ phải ngồi thu lù, chịu nghe một nức. Khi chúng tôi còn đang thắc mắc thì Linh mục Ca vẫn dịu dàng nói, và nói tỉnh bơ, nói có pha trò chút ít, nói như khinh dễ, chẳng coi ma quỷ hay Hitler ra giống gì. Thầy giảng vẫn im nghe, về sau thỉnh thoảng lại còn rút chân lên giường, có lúc lùi lùi một tí vào hướng vách tường. Bỗng Linh mục Ca hỏi, "Mày gieo gió thì phải gặp bão, còn về đây khuấy động mọi người để làm gì?" "Nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, mày phải trả lời, mày trở về đây để làm gì?" Mãi một lúc sau, thầy giảng mới hé môi, cậu ta nói lý nhí rất khó nghe: "Tao về đây để tạo thêm sự ngộ nhận." Vừa nghe không rõ, vừa nghe chữ nghĩa không phổ thông cho lắm, nên Linh mục Ca gặng hỏi: "Mày nói cái gì? Ngộ nhận là ngộ nhận làm sao? Ngộ nhận cái gì?" Thầy giảng trả lời vẫn với một giọng nói khó nghe: "Tao gieo nhiều sự ngộ nhận để phá hại chúng bay, giáo sĩ sẽ ngộ nhận mình là Chúa." Linh mục Ca quan tâm đến chuyện khác nên ngài hỏi: "Nhưng sao lại nhập vào một con người trẻ tuổi vô tư chỉ biết tu hành thế này?" Thầy giảng trả lời: "Vì tao thấy thần hồn này thích hợp với tao." "Bây giờ mày có chịu rời xa người này không?" "Không, không." Thầy giảng hét to dần. "Chứ mày muốn gì mà không chịu rời đi?" "Tao muốn tiếp tục giết cho được nhiều người." "Đã chết rồi mà mày vẫn còn khao khát làm chuyện đó lắm sao?
Vậy thì mày sẽ giết bằng cách nào? Chúng tôi thấy câu hỏi nào âm hồng Hitler khó trả lời thì hẳn im. Linh Mục Ca nói tiếp. Mày phải rời xa người này, không có cách nào khác. Người này đang đi theo Chúa. Thầy giảng vừa nghe xong chữ đi theo Chúa thì rú lên một tràng cười nghe hơi lạnh sống lưng. Cười đã đời xong, cậu ta nói. Đi theo Chúa à? Ngộ nhận, sai lầm, láo khoét. Tại sao là ngộ nhận, là sai lầm, là láo khoét? Thôi thì mày cũng phải đừng nhập vào những người tin Chúa vì... Linh Mục Ca chưa dứt lời, thầy giảng lại cười rú lên và nói. Ngộ nhận, sai lầm, láo khoét nữa. Linh Mục Ca nói. Ừ thầy mày biết hết rồi còn gì, biết như một người đắc đạo phúc âm vậy. Thôi đủ rồi, mày rút lui đi. Càng ở lại càng chút thêm oán ghét mà thôi. Trước kia cũng tại mày mà ngày nay ra nông nổi. Việc mình làm sao lại mình lại muốn đổ trút lên đầu người khác không liên can. Mày hãy đi đi. Linh Mục Ca đứng lên với dáng vẻ cương quyết. Ngài tiến đến gần thầy giảng, vừa giơ cây thánh giá ra vừa nói. Rút đi ngay, tao và mọi người không muốn mày ở đây nữa. Khi cây thánh giá đến gần người thầy giảng thì cậu ta ngã vật xuống giường, giãy rật rật lên mấy cái rồi nằm im. Linh Mục Ca đặt cây thánh giá vào môi cậu, đặt lên trán, lên người cậu. Thầy giảng nằm im và từ lúc đó ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau. Thật là dễ dàng, thật là êm ấm. Khỏi phải nói, chúng tôi thuật đi thuật lại cho nhau nghe đến mỏi cả miệng, kèm theo là sự ngưỡng mộ Linh Mục Ca không thể tưởng. Chúng tôi, tuổi trẻ hăng như ngựa non, còn rủ nhau bầy đoàn kéo đến chỗ ở của ngài, đến để biết ngài sống khổ hạnh. Nhìn ngoài nhà xứ thì cũng tôm tất như mọi nhà xứ, nhưng vào đến phòng riêng của ngài thì mới thấy quá sơ sài giản dị. Chợt nghĩ cha Luca cũng thế, hình như vị nào có ân đức cao dày thì không cần gì nữa thì phải. Khi chúng tôi hỏi, thưa cha làm cách nào mà quỷ đến sợ riu riu vâng lời một nước, Linh Mục Ca đáp, có đức tin thật. Ngài giải thích ngay, đức tin thật là thực hiện lời Chúa dạy cho đến nơi đến chốn. Linh Mục Ca còn khuyên chúng tôi, phải biết sợ điều này, ai cũng có thể bị ma ám quỷ nhập bằng bất kỳ lúc nào, chỉ là nhiều hay ít, nặng hay nhẹ, lâu hay mau, thấy được hay không nhận ra, giết người, cấp của, đánh vợ, đờ con, mưu hại hàng xóm, ăn gian nói dối, kiêu ngạo bạo ngôn đều có thể là những cơn ma ám quỷ nhập mà ta không hay biết. Linh Mục Ca nói không khác gì cha sở Luca. Quỷ không phải là một nhân vật cụ thể cho bằng một thể chất. Khi các đàn anh tàn độc, gian manh ngạo mạn ích kỷ ngộ nhận, các anh đã có chất quỷ trong mình rồi đấy. Thật là một chuỗi những bài học quý giá. Câu chuyện trên chỉ động đến vài điều ngộ nhận về quỷ ám, về việc đi theo Chúa, về đức tin mà thôi. Nhưng từ đó tôi thấy ra được người Công giáo chúng ta còn ngộ nhận rất nhiều điều. Mọi ngộ nhận phải có nguyên nhân, nguyên gốc. Kỳ 47. Dân gian có câu nói tục mà thanh, nghĩa là câu chữ nghe thô nhưng ý nghĩa có chất triết lý, nhìn dưới nhiều góc cạnh. Câu nói ấy là: làm người có tột đỉnh tư khoái là ăn, ngủ... Thực chất đó là bốn nhu cầu thuộc bản năng động vật. Ăn là nạp năng lượng để nuôi sống thể xác, nhưng mang lại rất nhiều cảm giác thích thú vì hành vi ăn động viên nhiều cơ quan trong con người cùng làm và cùng khoái theo. Ngủ là nhắm mắt nghỉ ngơi để phục hồi thể xác, nhất là não bộ, và phục hồi cả tinh thần. Nhưng còn mang lại nhiều khoái cảm vì hành vi này sẽ stress cho hết mọi cơ quan trong người. Đờ là nam nữ giao phối để sinh sản con cái mà lưu truyền nòi giống, nhưng mang lại sự sung sướng tột đỉnh gọi là cực khoái, đồng thời thỏa mãn nhiều mặt khác nữa vì hành vi này làm cho mọi cơ quan trong con người đều được sung sướng chứ không phải chỉ một bộ phận nào đó mà thôi. Ị tức là đại tiện sa thải cho thân xác, nhưng đem lại cảm giác thích thú cho sự phóng thích cạn bã trong con người ra bên ngoài vì hành vi này mang lại cảm giác sạch sẽ cho nhiều cơ quan trong con người.
Ở các loài động vật khác, nó chỉ đơn thuần là bốn nhu cầu bản năng. Những nhu cầu này cần phải được giải quyết nhanh gọn, hồn nhiên đến độ thô bỉ, ở bất cứ nơi đâu và không có gì để e thẹn, lén lút. Nhưng ở loài có trí năng và tâm hồn như con người, bốn nhu cầu này được giải quyết khác hẳn. Có nhu cầu được giải quyết cách công khai ồn ào, có nhu cầu được giải quyết cách kín đáo khéo léo. Tuy nhiên, tất cả mọi giải quyết đều có tính chất thông minh, có văn hóa, đúng chỗ và đúng lúc, đặc biệt là có suy tính đến độ không ngừng ngày càng nâng cao, biến thành bốn niềm khoái cảm. Thậm chí có cái còn được nâng lên cao hơn nữa, biến thành nghệ thuật. Đã vậy còn đi kèm với biết bao công cụ hỗ trợ, ví dụ nghệ thuật ẩm thực, nghệ thuật tính dục. Ví dụ trên bức tường của một đền thờ Ấn giáo có bức tranh điêu khắc mô tả đến 3.000 tư thế giao phối. Ở giáo sĩ và tu sĩ, vì các nhu cầu khác bị khéo giấu hoặc bị lãng tránh, nhu cầu ăn uống được phát huy tối đa dường như để bù qua sất lại. Chính vì thế hàng giáo sĩ và một số đông tu sĩ hiện nay thì trong nhiều nhà dòng, từ hồi giờ đặc biệt chú trọng đến nhu cầu ăn uống, dẫn đến việc họ ăn uống dồi dào và sang trọng. Không ai có thể phủ nhận điều này bởi vì nghe thấy hoặc chứng kiến nhiều hiện tượng. Xin tạm kể ba hiện tượng mọi người nghe và thấy nhiều nhất. Hiện tượng 1. Bất kỳ sau một thánh lễ, trừ thánh lễ hàng ngày, đều có ăn uống. Thánh lễ đồng tế càng đông ăn uống càng lớn. Hiện tượng 2. Các linh mục ở giáo xứ mỗi tuần tham dự ít nhất vài tiệc. Tiệc của giáo dân trong giáo xứ, tiệc của thân nhân nơi khác, tiệc của bạn bè linh mục nào là tiệc mở tay, tiệc lễ kỷ niệm. Năm linh mục, tiệc lễ bạc, tiệc lễ vàng, tiệc bổn mạng luân phiên, tiệc đặt viên đá, tiệc khánh thành, tiệc an táng, tiệc dỗ kỵ và còn bao nhiêu là thứ tiệc khác không kể kể hết. Tiệc nhiều đến nỗi mọi linh mục đều phương phi ra ngay sau khi chỉ vài tháng làm linh mục. Đồng thời rất nhiều linh mục mắc những chứng bệnh nhà giàu như tiểu đường, gút, cao huyết áp, tim mạch, mỡ trong máu, gan nhiễm mỡ. Hiện tượng 3. Đa phần các linh mục đều biết uống rượu. Một số không nhỏ uống rượu thiện nghệ như dân nhậu chuyên nghiệp, sành rượu như giới đại gia, tửu lượng cao thuộc hàng đệ tử lưu linh. Có vài linh mục chết vì nghiện rượu. Nói về việc ăn uống của giáo sĩ và tu sĩ, tôi có hai chuyện kể. Chuyện thứ nhất. Năm 1972, khi tôi đang giúp xứ ở họ Cao Đàng, cha sở là người luôn bỏ họ Đào đi chơi xa suốt tuần, để mặc tôi, một thầy giúp xứ, ở nhà giải quyết nhiều công việc, trong đó thường xuyên dạy giáo lý tăng tòng và giáo lý hôn nhân. Dạy xong đúng ngày thì tự động đi mời linh mục nào đó, thường là ở tiểu chung viện, đến rửa tội dâng lễ cưới. Khi mọi sự đã xong đâu vào đấy, tôi phải thay mặt cha sở đến nhà dự đám tiệc cưới. Một lần, nhân đám cưới một cô gái họ Đạo lấy tân tòng gốc Phật giáo. Sau lễ cưới ở nhà thờ, tôi bắt buộc phải đến dự tiệc cưới vào ban trưa. Tiệc bắt đầu được 5-10 phút, thình lình có hai vị sư mặc áo vàng bước vào chúc mừng cho tân hôn. Sau khi chúc mừng xong, hai vị sư ấy thấy tôi mặc áo dòng đen ngồi lô lô ở gần đó, họ tiến đến chào. Sau khi đã trao đổi xã giao với nhau 5-3 câu xong, tôi lịch sự đứng lên tiễn họ ra cửa. Vị sư trẻ chắc tầm cỡ tuổi tôi với phong thái thông minh sắc sảo bất ngờ hỏi tôi một câu. Thầy cũng dùng tất cả mọi thứ như người đời thì sao gọi là tu? Vị sư già đi bên cạnh thúc cùi chỏ vị sư trẻ để ra hiệu nhắc nhở. Rồi thay mặt tôi, vị sư già trả lời. Mô Phật, mỗi đạo có một cách tu khác nhau ấy mà, có gì đâu. Vị sư trẻ láo lĩnh với vẻ ngứa miệng bất chấp sự nhắc nhở, chắp tay lên ngực và lim dim đôi mắt, vừa xá tôi lê lịa vừa nói: thiện tai, tu giả, tu giả. Vị sư già miệng vừa kêu liên hồi, mô Phật, tay vừa thân mật nắm lấy tay tôi với vẻ thay cho lời xin lỗi và an ủi. Cả hai xá rồi ra đi. Từ đầu đến cuối cuộc trao đổi ngắn ngủi, tôi không có cơ hội kịp nói lên điều gì, mà nói cho ngay, giả như có cơ hội tôi cũng chẳng biết phải nói gì vì trí khôn tôi vốn không được linh lợi. Về nhà càng nghiệm càng đau, đau điếng cả một thời gian dài. Chuyện thứ hai.
Vì nhiều bệnh di chứng của bệnh sốt rét rừng hành hạ nên tôi tìm đến dưỡng sinh Thái Cực Quyền. Vào thời điểm năm 1983, đó là phong trào. Không lâu tôi được cử làm phụ tá cho huấn luyện viên. Một thời gian sau, lại được cử đi học khóa đào tạo huấn luyện viên và rơi vào tầm ngắm của võ sư Tô Thiết Kiệt, người Tàu. Trong thời gian học võ đường Lan với ông, các bạn đồng môn lôi kéo tìm học nội công với vị võ sư danh tiếng Tổng Trọng Tuổi. Sau vài tháng, các bạn đồng môn lần lượt bỏ học, để lại chỉ mình tôi thụ giáo suốt 9 năm với vị thầy vừa uyên bác kiến thức, vừa uyên thâm tri thức. Trong 9 năm, tôi được huấn luyện nhiều bài học tu đức vô giá. Một hôm, trước khi dạy về phép tiết dục để luyện khí, biết tôi đang là tu sĩ công giáo, thầy hỏi: bên công giáo, quý linh mục và tu sĩ làm cách nào để tiết dục? Vừa nghe xong câu hỏi, tôi biết ngay mình sẽ không có câu trả lời, bởi vì học suốt 8 năm tiểu chủng viện, 8 năm đại chủng viện, cộng với gần 10 năm chờ đợi xin được chịu chức linh mục, có bao giờ tôi được học cách tiết dục, còn không được nghe nhắc đến nữa là. Suy nghĩ vài mươi giây, tôi trả lời thầy một cách gọi là để vớt vát thể diện: thưa thầy, có hai cách, cầu nguyện và tránh xa các dịp tội. Ông thầy với đôi mắt hiền từ và bao dung nhìn tôi một lúc rồi nói: bên Phật giáo cũng dùng hai cách đó. Nói đến đó thầy im lặng, tôi có cảm giác thầy tránh nói ra một điều gì đó làm tôi ngượng ngùng. Một lúc sau, giống như đợi cho câu chuyện lắng xuống, thầy dạy: thân xác và tâm hồn là đôi bạn tri kỷ, muốn gì thì cả hai phải cùng làm mới mong đạt được ý muốn. Vậy muốn tiết dục, chỉ tụng kinh và tránh xa dịp tội là mới chỉ tiết dục tâm hồn, còn phải kèm theo việc ăn uống có tiết chế và thiền tịnh mới tiết dục được cả con người. Người ta còn dùng rau răm để khống chế sự cường dương của phái nam vào buổi sáng, hay thực hiện bài tập sau đây. Lúc ấy tôi mới hiểu được, tu sĩ các đạo khác ăn chay trường để tiết dục, trong khi các linh mục, tu sĩ ăn uống thả dàng, đã vậy lại còn uống bia rượu, thử hỏi năng lượng dồi dào từ thịt và rượu cùng các gia vị đi kèm sẽ dùng vào việc gì? Trả lời câu hỏi ấy cũng là trả lời rằng các linh mục tu sĩ cầm tù linh hồn mà thả rong thể xác thoải mái, muốn làm gì thì làm. Tiết dục như thế là không tưởng. Khi còn ở Long Thành, tôi có kể trường hợp ông Ba Búa chuyên nghề làm thịt chó. Ông đi đến bất kỳ nơi đâu thì từ xa nhát thấy bóng, ngửi thấy hơi ông. Một con chó trong một vùng bán kính rộng đều sủa ầm lên với vẻ tức tối. Sủa lớn và sủa dai đến nỗi ông đi đã khuất xa và lâu rồi, chúng mới chịu dần dần nguôi giận bằng cách sủa lục ục trong họng như vẫn còn tức lắm, kèm theo nét mặt như muốn nói: đồ yêu tinh, nếu còn ở đây tôi còn sủa nữa cho mà biết. Dân cả vùng này mỗi lần thấy thế ai cũng phì cười. Tôi hỏi tư cô tại sao có hiện tượng ấy, tư cô giải thích: tất cả là do trường năng lượng. Chỉ cần em giận ghét ai, năng lượng xấu từ em phóng ra bao nhiêu trùm người ấy, dù người ấy ở xa. Nếu có thêm những lời nguyền rủa đi kèm, năng lượng càng xấu và càng tác hại hơn nữa. Tôi hỏi thêm: như vậy những lời cha mẹ rủa xả con cái có làm hại chúng không? Có chứ, kiêm ghét thôi đã đủ gây hại, nói chi đến rủa xả. Tôi kêu thầm trong bụng: lạy Chúa, thảo nào Chúa dạy hãy cầu nguyện cho kẻ thù, thảo nào chưa rủa hoàng người xấu chỉ khiến họ ngày càng xấu hơn. Tôi thắc mắc: ông Ba Búa đi đến đâu chó cũng sủa, là do năng lượng căm hận, uất ức, sợ hãi, đớn đau của những con chó bị ông ta sát hại luôn bao phủ ông ta. Loài chó là loài có khả năng thấy được những năng lượng đó. Tôi đi xa hơn: hình như ăn nhiều thịt chó cũng bị tương tự. Không phải chỉ ăn thịt chó, ăn nhiều thịt động vật khó lường được rằng sẽ có lúc ăn luôn cả những năng lượng xấu như sợ hãi, giận dữ, uất hận, tức tối, căm thù, bi thương do chúng phát ra khi bị giết thịt. Tôi còn một câu chuyện khác để kể. Khi còn ở An Biên, có lần cha Luca dắt tôi đi thăm một linh mục ở một họ đạo nằm trong thành phố. Cha còn choáng ngợp trước khung cảnh nhà sứ nguy nga.
Cha Sở mời cha Luca ăn trưa đạm bạc. Tuy cha Sở ấy nói ăn trưa đạm bạc, nhưng khi ăn xong tôi nghĩ thầm bữa ăn này phải là bữa ăn bộn bạc mới đúng. Vì có tới 7 món ăn ngon lành và quý hiếm, chưa kể món tráng miệng là món gây bỡ ngỡ cho tôi vô cùng. Nói ra xấu hổ, được dịp tôi đã ăn đến nơi đến chốn. Ra về tôi hỏi cha Luca, thưa cha, tại sao cha ăn chỉ qua loa? Cha Luca trả lời đơn giản, cha không thấy đói con à. Trả lời xong ngài nói sang chuyện khác. Về nhà vài hôm sau trong câu chuyện gì đó cha Luca dạy tôi, cha X có lý do gì thì cha không biết, nhưng với cha ăn như thế thì năng lượng dùng vào đâu cho hết. Thế là bản năng được dịp nổi loạn, dục tình dấy lên. Lúc đó tôi chưa hiểu ra, vì tuổi trẻ cần năng lượng để tăng trưởng, để cung cấp cho sự năng động. Sau này tôi dần hiểu ra cần phải biết ăn gì và ăn làm sao. Nhất là phải hiểu việc ăn uống có thể làm hại linh hồn và trí năng con người. Tục ngữ Việt Nam có câu, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Trong trường hợp này, nghĩa là nếu coi trọng việc ăn uống suốt ngày và mọi việc, người ta cũng chỉ nghĩ được đến đó mà thôi. Kỳ 48. Nói về việc đi chùa tu, ông bà xưa nay dạy, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Ý nói muốn tu thì chỉ cần ở nhà chuyên chăm hiếu thảo với cha mẹ là đủ, không cần đi tu. Đánh giá về đời sống tu, người xưa đúc kết kinh nghiệm. Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu tại chợ, thứ ba tu chùa. Ý nói tu tại gia là đời tu khó nhất, do phải giáp mặt luôn với người trong nhà thì khó mà bác ái nhìn nhục. Tu ngoài chợ là đời tu dễ hơn một bậc, do đối diện chốc lát với những người xa lạ có bác ái nhìn nhục cũng dễ hơn. Còn tu ở chùa là đời tu dễ nhất, do ở cùng những người đồng tâm lo việc tu sửa, bác ái và nhịn nhục, với họ dễ như chơi. Nói về hiệu quả của việc tu, cổ nhân chỉ rõ. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Ý nói muốn làm việc đại sự phải khởi từ việc tu thân, tức là sửa mình, thiếu nó sẽ không thể được. Ba câu trên cùng nhắn nhủ muốn đi được đường dài phải chăm lo cho từng bước nhỏ. Đường dài là làm việc lớn, bước nhỏ là tu sửa bản thân. Ba câu trên đều nói về tu. Vậy tu là gì? Là sửa. Vì tu là sửa mà sửa lại là hành vi của kẻ khiêm tốn, chân thành. Sửa còn là việc diễn ra trong âm thầm, kín đáo, lặng lẽ. Không ai đánh trống la làng cho mọi người biết mình đang sửa. Cũng không ai đem việc sửa chữa ra giữa đường giữa xá, bày biện công khai. Sửa xong thì tốt hơn chưa sửa. Người sửa chữa là người rất mật quyết tâm, chịu đựng, nhẫn nhịn, không lên mặt hoặc cao giọng dạy đời. Vì vậy tôi nhận ra mình đã đi hết quãng đường tiểu chủng viện 8 năm, đại chủng viện 8 năm, và nhất là mất thêm 17 năm để xin lãnh chức linh mục, mà chưa được ai dạy cho biết mình đang tu. Tu là sửa mình là làm sao, sửa đến đâu, sửa để làm gì. Cần phải cật lực tu sửa mỗi ngày liên tục và thái độ của người đang tu sửa ra sao. Lúc còn ở tiểu chủng viện, mỗi tiểu chúng sinh đều có chung một linh mục làm linh hướng. Vị này lo việc tĩnh tâm hàng tháng, giải tội hàng tuần, huấn đức hàng ngày, tư vấn cho chúng sinh nào có vấn đề nội tâm, cố vấn cho ban giáo sư trong việc quyết định chúng sinh đó tiếp tục tu hay hồi tục. Ở đại chúng viện thì khá hơn. Mỗi đại chúng sinh được tự do chọn cho mình một cha giáo làm linh hướng. Vị linh hướng này có nhiệm vụ mỗi tháng tiếp con linh hồn một lần đến gặp để trình bày việc linh hồn. Cố vấn ban giáo sư có thể quyết định phù hợp mỗi khi con linh hồn sắp lãnh chức nhỏ, chức lớn. Sau khi con linh hồn chịu chức linh mục, các vị linh hướng hết việc với người đó. Như vậy có thể nói các vị linh hướng ở tiểu đại chủng viện chỉ là những vị linh hướng công cộng, bởi vì vị linh hướng đúng nghĩa phải là
người thông thạo tu đức cách trỗi vượt, là người dày dặn kinh nghiệm tu đức hơn người thậm chí đang sống thánh, là người hướng đạo với ba nhiệm vụ, chỉ đường tốt nhất và gắn nhất hợp khẩu vị của con linh hồn, cùng đi và cùng đến nơi với con linh hồn. Sau cùng là biết dạy và giải quyết vấn đề, tiên liệu mọi khó khăn, ứng khó mọi tình huống trên đường tu cho con linh hồn. Cho nên nói các vị linh hướng ở tiểu đại chủng viện là những vị linh hướng cộng đồng là nói có cơ sở. Từ đó các tiểu đại chủng sinh đều không biết tu, dần dần mất ý thức tu. Việc tu tập chút ít trong tiểu chủng viện của họ chỉ là việc tu sửa tính nết cho đúng một thứ tiêu chuẩn rất chung chung. Tiêu chuẩn ấy được tóm gọn trong cụm từ hạnh kiểm tốt. Do vậy mà khi đạt xong mục đích, tức là làm linh mục, mọi việc kể như xong, không còn gì phải tu với tác nữa. Chẳng lạ gì, họ còn đầy dẫy những tính xấu như mọi người. Tóm lại, tiểu chủng viện chỉ đào tạo cán bộ tương tự như học viện hành chánh đào tạo cán bộ công quyền, trường võ bị đào tạo sĩ quan chuyên nghiệp, không thể nào gọi là tu đích thực. Vì linh mục không được dạy tu đích thực nên không biết tu thì cũng chẳng phải là người tu đích thực. Tu đích thực là sửa mình theo phúc âm. Biết vậy nhưng không thể trách, do chức vụ, công việc lẫn lối sống của linh mục hoàn toàn không thích hợp để tu sửa đích thực, nên dần dần mất ý thức tu là sửa. Vào dịp Tết năm Thần Học 2, về ghé thăm cha Luca, trong lúc rảnh rỗi tôi hỏi: "Thưa cha, giới linh mục có thật tu không à?" Vừa nghe tôi hỏi, cha Sở Luca im bặt một lúc lâu, sau đó ngài hỏi: "Tại sao con hỏi vậy?" Tôi trả lời: "Thưa, vì một hôm tình cờ thấy trong từ điển dạy nghĩa tu là sửa, con ngẫm nghĩ mình có tu nhưng không có sửa, như vậy đâu phải là tu thật. Nhìn quanh, con cũng thấy tương tự như thế nên con hỏi cha cho biết vậy thôi." Cha Luca giải thích: "Ai sửa mình hàng ngày theo phúc âm ấy là người tu thật, dù người ấy có mặc áo nhà tu hay không. Còn cứ lấy đó làm thước đo để biết xem ai tu thật, ai không tu thật." Tôi đáp nhanh: "Con đã đo rồi, chẳng có mấy người được thật tu." Cha Luca lắc đầu: "Đó là tất cả vấn đề." Cha Luca nói đến đó rồi thôi, không đề cập gì nữa. Thấy cha không nói tiếp, tôi không dám hỏi thêm. Đêm hè năm đó, tôi ghé thăm cha và đặt lại vấn đề cũ: "Thưa cha, con muốn tu thật sự." Lúc đó, cha Luca và tôi đang ngồi ở bàn ăn trong gian bếp nhà xứ. Cha đi vào kho lấy ra một đoạn dây thần ngắn. Cha nói tôi cầm một đầu dây, còn cha cầm đầu kia của đoạn ấy. Rồi cha bắt đầu ví dụ: "Con khởi đầu tập nhỏ bé ở đầu dây này và kết thúc bằng bác ái ở đầu dây kia, con hiểu không?" Tôi lặp lại: "Đầu dây là nhỏ bé, cuối dây là bác ái. Nhưng tại sao nhỏ bé có thể biến thành bác ái, thưa cha?" Cha Luca ôm tồn giải đáp: "Rồi con sẽ hiểu." "Đây," cha nói tiếp, "để nhỏ bé, con có hai phương pháp Chúa Kitô đã dạy. Một là hiền lành, hay là khiêm nhượng trong lòng. Muốn hiền lành con phải khiêm nhượng, muốn khiêm nhượng con phải hiền lành. Với hai phương pháp đó con sẽ mau chóng trở nên nhỏ bé." Tôi nồng nóng: "Rồi làm sao bác ái?" Cha Luca phì cười vì sự nóng nảy trẻ con của tôi: "Khi đạt đến nhỏ bé con sẽ lập tức thấy ngay bác ái. Nói cách khác, chính con là bác ái. Bác ái lúc đó không phải là cái gì bên ngoài con, nhưng nó chính là con, giống như Thiên Chúa là tình yêu vậy." Chờ tôi thêm nhiễm xong, cha Luca mới nói tiếp: "Thiên Chúa nhỏ nhất cũng vừa vĩ đại nhất." Nói đến đó, Luca nối hai đầu dây lại thành một vòng tròn. Ngài thuyết minh: "Khi đã đến nước này rồi, nhỏ bé là bác ái là nhỏ bé. Chẳng còn ranh giới, chẳng còn phân biệt đâu là đâu nữa." Tôi hỏi: "Thưa cha, còn những nhân đức khác như quảng đại, nghèo khó, trong sạch, công bình, nhân hậu?" Cha Luca giơ đoạn dây thần lên cao: "Nằm ở trong này hết. Nó chẳng qua là tên gọi đã phân biệt thôi."
Biệt phân là lối dạy cơ sở yếu đầu đối với những ai chưa biết gì. Tôi hối hận với câu hỏi vừa xong, nhưng thôi, có vậy sự hiểu biết mới thêm chắc chắn. Không đợi cho tôi hỏi tiếp, cha Luca mở rộng thêm tầm nhìn. Nhưng điều gì đã xảy ra nếu con tu sửa thật sự như thế? Tôi trố mắt nhìn cha Luca, ngài chậm rãi nói. Con phải trả giá đắt, quá đắt là đằng khác. Chính vì vậy mà gọi nhiều, chọn thì ít. Người đi tu thì đông, kẻ thật tu lại ít. Lại còn phải trả giá quá đắt ngay từ đầu mới bước vào. Vì để nhỏ bé, con sẽ mất tất cả, thậm chí cả nhân phẩm, nhân quyền, công lý. Cha sợ Luca còn nói tiếp, nhưng tôi mãi lo sợ nên không nhớ những điều sau đó. Trở về nhà, rồi trở lại đại chúng viện, tôi suy nghĩ liệu mình có tu nổi không. Tuy nhiên lúc còn đang trăn trở, bỗng xảy ra một chuyện mà tôi tin mình không thể nào quên. Đó là trong đại chúng viện, lớp thần học năm 3 được xếp 4 người một phòng. Trong phòng tôi có một anh bạn tên Đổi, hầu như một tuần có đến 4 đêm giấc mơ. Nghĩa là đang ngủ anh ta nói đủ thứ chuyện giống như đang thức. Vì nói chuyện sỏi như không nên một hôm khi Đổi đang mớ, một anh bạn khác tên Hoàng bắt chuyện. Nhờ Hoàng khéo léo bắt đúng mạch chuyện Đổi đang nói, khiến cho hai bên đối đáp với nhau xuôi chảy rất lâu, giống như hai người đang cùng thức. Nhờ lúc hai anh em còn lại trong phòng rón rén bước đến gần để xem Đổi ngủ hay thức, ngủ thật hay chỉ đóng kịch. Xem xét và thử đủ thứ cách vẫn thấy đúng là Đổi nói chuyện trong giấc ngủ. Chắc chắn, nhất là sáng hôm sau, ba anh em cùng phòng rủ nhau kéo ra kiểm tra. Biết là Đổi không hề thay biết những gì mình đã nói trong giấc ngủ đêm hôm trước. Chính vì bắt được bí quyết nói chuyện với người đang ngủ, Hoàng có ác ý muốn khai thác những chuyện đời tư thầm kín của Đổi. Ba anh em còn lại kịch liệt phản đối, cho đó là nhẫn tâm. Cuối cùng, Hoàng bác bỏ ý ấy. Hoàng chơi trò chơi nói chuyện với Đổi nhiều lần, đôi khi có chúng tôi tham gia. Nhưng vào một đêm kia, Hoàng cũng nói chuyện với Đổi giống như những đêm trước. Lần này Hoàng quyết định chủ động dẫn dắt câu chuyện. Khi Đổi mở đầu bằng một tràng tiếng Latin, Natura in minima maxima. Hoàng khéo léo nhắc lại, đúng, cậu nói đúng, Natura in minima maxima. Những câu này có nghĩa là gì nhỉ? Đổi nói với giọng khinh dễ. Ôi giời ơi, thiên nhiên là to nằm trong co bé. Có thế mà không hiểu kém thế. Hoàng trả treo. Sao lại cái to nằm co trong cái bé? Thế là thế nào? Thấy Đổi hơi cự quậy như sắp trở mình, Hoàng vội vàng dùng cả hai tay đè lên ngực cổ ngăn lại, để Đổi còn có thể tiếp tục câu chuyện. Bị đè dí xuống giường, Đổi đành chịu nằm im một nước rồi nói tiếp. Ôi giời ơi, lại không hiểu. Cái kém to nằm trong co cái kém bé. Nói xong, Đổi cười sặc sụa. Cậu không thấy chúa tể càng khôn trong hài nhi nhỏ bé ở hang Bethlehem à? Hoàng thư đẩy. Cậu là ai mà cậu hiểu chúa rõ thế? Đổi trả lời. Mình là Satan. Minh, Hoàng và tôi, cả ba người cứ ngỡ Đổi đùa giỡn, nhưng Hoàng là đứa láo lĩnh nhất trong bốn anh em cùng phòng, đôi với đôi mắt lúc nào cũng sáng quắc và sắc lẻm, hỏi gằn: cậu là ai? Nói lại xem. Mình là Satan. Hoàng cần nghe lần nữa nên hỏi: cậu nói lần nữa đi, cậu là ai? Tao là Satan, tao chẳng bạn bè về với chúng mày. Hoàng và mình ra sao tôi không rõ, chỉ biết hai đấng ấy nhìn trân trân vào nhau, mồm há hốc, còn tôi thì tóc cứ dựng đứng lên. Trời khuya, sương lạnh, nhưng mồ hôi trong tôi cứ toát ra. Dù vậy, Hoàng là có đứa thần kinh thép, anh ta hỏi tiếp. Mày nhập vào thằng Đổi lúc nào thế? Tao là thằng Đổi là tao, chúng mày sợ à? Khi cả ba đồng loạt phát hiện Đổi vẫn nằm trong tư thế cũ, nhưng bây giờ
thì mở cặp mắt thanh lao láo có pha chút tia lửa, nhìn thẳng vào chúng tôi một cách như thù oán muốn ăn tươi nước sống. Thì đứa nào cũng rụng rời rồi chẳng ai bảo ai, cùng chạy dồn vào một góc phòng ở đằng xa để trốn. Thế vậy, đối cười rú lên bằng một giọng cười không giống giọng cười của anh ta thường ngày. Cười cười một hồi rồi anh ta bảo: "Tu gì chúng mày, tu à, tao cũng tu đây, ai biết đâu vào đâu. Gian trá à, tao là sự gian trá khủng khiếp đây. Nhớ nhé, nơi nào có gian trá là có tao. Tao phá cả lũ chúng mày bằng sự gian trá lớn nhỏ, ai biết đâu vào đâu. Ai biết đâu vào đâu." Nói xong, đói cười rú lên lần nữa. Cười xong thản nhiên nói: "Ngủ đi, mai còn học." Lắc đầu nhẹ sang một bên, đói ngủ vùi từ đó cho đến 5 giờ sáng chuồng báo thức. Sáng hôm sau, đói vẫn là đói như ngày nào. Gặp mặt chúng tôi, anh không có vẻ gì là e ngại. Tất cả coi như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ riêng ba chúng tôi vừa sợ hãi âu lo vừa hoài nghi bối rối. Chúng tôi tự hỏi nhau, có phải mình nằm mơ? Có phải đói bị quỷ nhập như hồi giáng hồi nào? Có phải Satan đỏ lốt đói hay gì nữa? Qua hơn một ngày sống trong sợ hãi và nghi nan bối rối, ba chúng tôi cùng kéo nhau lên gặp Linh Mục X, giáo sư Tu Đức, trình bày hết mọi nỗi cho ngài. Nghe xong, ngài cũng không giống nổi vẻ ngạc nhiên, khuyên chúng tôi cứ bình tĩnh và tuyệt đối giữ kín chuyện để ban giám đốc giải quyết. Chúng tôi mòn mỏi chờ đợi thái độ của ban giám đốc trong khi mọi việc không có gì khác lạ. Sau một thời gian không chờ đợi được nữa, chúng tôi lại kéo nhau lên gặp cha Tu Đức. Ngài nói: "Thứ nhất, dẫu cho có tới 3 người làm chứng cho nhau, nhưng không có gì là rõ ràng và chắc chắn. Thứ hai, thầy đói vẫn chứng tỏ là một đại chúng sinh tốt trên cả trung mình, nhất là khi các cha giáo thay nhau kiểm tra vẫn không phát hiện bất kỳ một dấu hiệu gì bất thường. Thứ ba, cha giáo luật nói Nulla poena sine." Chúng tôi phân lời bề trên trở về phòng, vì phân lời nên tuyệt đối giữ kín mọi việc đến nay đã gần 40 năm. Tôi kể cho cha sở Luca trong tòa giải tội. Nghe xong, ngài nói: "Chính vì tình trạng không thực tu nên ma quỷ cũng có thể trà trộn giữa chúng ta để giả tù.